khi Việt Tân rao giảng những điều họ không làm được. Trên Internet, ta có thể bắt gặp không ít doanh nhân thất bại tìm cách kiếm tiền bằng cách bán khóa học dạy làm giàu. Bằng Đảng Việt Tân, shop dân chủ sách tay nổi nhất trong giới hải ngoại cờ vàng dường như đang là ngôi nhà chung của những doanh nhân như thế. Để thấy điều này, hãy nhìn vào một bài viết mới đây đăng trên fanpage của Băng Đảng Việt Tân, mang cái tựa đề rất kêu: Đấu tranh, nói dễ, làm mới khó. Trong bài, tác giả lên mặt dạy dỗ người đọc rằng không thể đấu tranh nếu không có tổ chức, có nhân sự, có quần chúng. Điều buồn cười là để làm mẫu, bài viết đã nêu ra Đảng Việt Tân như một tấm gương. Chẳng hạn, bài viết có đoạn: Tướng Hoàng Cơ Minh, thuở còn sinh tiền, với tầm nhìn chiến lược, ông đã nhìn thấy rằng muốn đấu tranh chống lại Đảng Cộng sản độc tài, chúng ta cần phải có một đảng cách mạng và những con người chịu làm cách mạng để cứu nước. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã được thành lập để đáp ứng cho nhu cầu chiến lược này. Một cuộc đấu tranh cách mạng để cứu nước phải hội đủ 3 yếu tố quan trọng. 3 yếu tố đó là gì? Thứ nhất, tổ chức. Muốn tiến hành một cuộc đấu tranh cách mạng về lâu dài thì cần phải thành lập tổ chức hay đảng cách mạng. Thứ hai, nhân sự. Một tổ chức đấu tranh mà không có đủ nhân sự là một tổ chức hữu danh vô thực. Không có nhân sự, tổ chức chỉ có vỏ nhưng không có ruột, dễ dàng bị vỡ nát. Thứ ba, quần chúng. Một tổ chức cho dù có được giành được lãnh đạo, có dàn lãnh đạo tham mưu giỏi, có được một đội ngũ nhân sự đảng viên đông đảo, nhưng nếu không được quần chúng tin tưởng và ủng hộ, thì tổ chức đó cũng chỉ có biết sinh hoạt cục bộ với nhau mà thôi. Về lâu, về dài, thì tổ chức đó cũng sẽ tự tan rã bởi yếu tố thời gian. Bài viết này có những điểm kịch cỡm. Thứ nhất, đây là một bài viết đăng trên fanpage của Việt Tân để tâng bốc Băng Đảng Việt Tân. Nó tâng bốc một cách thẳng tưng, không giấu giếm, thậm chí tâng bốc một cách vô duyên khi lấy Việt Tân ra làm tấm gương để lên mặt dạy bảo người khác. Vậy, đây là một bài viết khách quan và có giá trị xây dựng cho nội bộ giới dân chửi hay chỉ là một tiết mục mẹ hát con khen hay, hoặc tệ hơn là một sự thủ dâm tinh thần? Điều này người đọc không khó nhận thấy. Thứ hai, Hoàng Cơ Minh có thật sự lập ra một đảng cách mạng như bài viết đã viết hay không? Vào thời điểm thành lập, mặt trận Hoàng Cơ Minh chẳng có mục đích nào khác ngoài lật đổ chính quyền để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ mà cả thế giới biết là tham nhũng, đàn áp đối lập, độc đoán, giả danh dân chủ. Đấy mà là cách mạng ư? Phải chăng cuộc cách mạng đường phố mà Việt Tân đang hô hào ngày hôm nay cũng chỉ để dựng lại một chế độ sập sệ và lệ thuộc ngoại bang như thế? Thế thì thật là xàm, Việt Tân chẳng có mục đích nào ngoài quay lại điểm xuất phát. Thứ ba, Việt Tân có làm được điều gì trong những điều họ hô hào hay không? Sau mấy chục năm, nhân sự của họ vẫn chủ yếu là ăn hại nước ngoài và cộng đồng cờ vàng, bị nhốt ở hải ngoại và có rất ít ảnh hưởng trong nước. Họ bị quần chúng trong nước nghi ngại và khinh thường. Hơn nữa, ngay ở hải ngoại, tổ chức của họ cũng chỉ lớn lên bằng cách dựng chiến khu giả để lừa tiền đồng bào và bằng cách ám sát những ký giả bóc mẽ họ. Việt Tân lập nghiệp bằng những cách thức bẩn thỉu, chứ không phải bằng cách xây dựng tổ chức, nhân sự có lý tưởng cao đẹp như họ đang tự xưng. Khi Việt Tân viết những bài kiểu như thế này, họ cũng chỉ tạo thêm những sự bịp bợm đáng xấu hổ khác.